Chúng ta sẽ tiếp tục với hình vẽ thứ ba. Và về hình vẽ thứ ba này, thực chất nó cũng tương tự như là hình vẽ đầu tiên. Chúng ta sẽ phân tích. Thì các bạn thấy ở dòng đầu tiên nó có một dấu sao. Dòng thứ hai thì có hai dấu sao và dòng thứ ba thì nó có ba dấu sao. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra một biến number. Khi mới vừa vào, tôi tạo ra number bằng 1. Sau đó chúng ta mới gọi đến vòng lặp quay. Tiếp tục number của chúng ta, tôi sẽ cho nó bé hơn hoặc bằng 5. Cứ mỗi lần như vậy, number chúng ta tăng lên một đơn vị. Các bạn thấy không có gì khó khăn rồi. Sau đó ở mỗi dòng thì chúng ta in ra các dấu sao trên dòng đó. Và để in ra các dấu sao, tiếp tục vòng lặp for y bé hơn hoặc bằng number và y cộng cộng. Tiếp tục in ra dấu sao, gọi đến out, gọi đến print, truyền vào đây dấu sao. Và sau khi kết thúc vòng lặp for rồi thì chúng ta cho nó xuống dòng. Bây giờ chúng ta sẽ thử thực thi nó. Thì các bạn thấy đây là kết quả trở về của bài tập đầu tiên. Và đối với hình tam giác này, các bạn hãy thử so sánh. Thực chất hình tam giác này và tam giác ở phía dưới hoàn toàn tương tự nhau. Tuy nhiên tam giác ở phía dưới thì tôi đã loại bỏ các khoảng trắng cho các bạn dễ phân tích một tí. Quan sát lại ở hình vẽ của bài tập 1, thì đối với hình vẽ này, nó nằm ngược so với tam giác ở hình vẽ 1. Ở đây là một dấu sao, tiếp tục ở phía bên tay phải của nó là các khoảng trắng. Còn trong hình vẽ thứ 3, bên tay trái của nó là khoảng trắng, sau đó mới đến dấu sao. Như vậy ở mỗi dòng số khoảng trắng là bao nhiêu? Ở đây thì các bạn thấy số dấu sao là 1, thì số khoảng trắng là 4. Tiếp tục số dấu sao là 2 và số khoảng trắng là 3. Như vậy chúng ta đã in ra được số dấu sao rồi. Làm sao chúng ta in ra được số khoảng trắng? Tôi tiếp tục gọi vòng lặp for. Và chúng ta thấy khoảng trắng thì nó in ra trước dấu sao. Do đó tôi sẽ đặt phần in dấu sao nằm ở phía sau. Ở đây tôi đặt thành là biến gì chẳng hạn. Còn ở phía trên là biến y. Và chúng ta in ra ở đây là khoảng trắng. Như vậy điều kiện của biến y lúc này nó có phải là bé hơn hoặc bằng number hay không? Chúng ta sẽ thử xem lại. Nếu như dòng đầu tiên thì chúng ta in ra một dấu sao, tuy nhiên chúng ta in ra đến 4 khoảng trắng. Như vậy ở đây không phải là y bé hơn hoặc bằng number, mà sẽ là bé hơn hoặc bằng 5 trừ cho number. Chúng ta sẽ thử phân tích lại. Dòng 1 có 4 khoảng trắng, thì rõ ràng y bằng 1, y bé hơn hoặc bằng 5 trừ cho number trong trường hợp này là 4. Thì như vậy nó sẽ in ra 4 khoảng trắng cho chúng ta. Tôi sẽ thử thực thi lại. Và chúng ta thấy đây chính là hình vẽ mà chúng ta cần thực hiện đối với bài tập 3. Và ở đây nếu như chúng ta muốn tạo ra thêm các khoảng trắng giữa các dấu sao, tôi sẽ di chuyển xuống phần in ra dấu sao và tôi thêm vào một khoảng trắng cho nó. Thực thi lại. Các bạn thấy lúc này nó hơi bị lệch. Khi nó bị lệch thì chúng ta sẽ thử tăng khoảng trắng ở phía trên lên. Ở đây sẽ là hai khoảng trắng. Thực thi lại. Thì lúc này tam giác của chúng ta đã giống với phần yêu cầu của bài tập. Và chúng ta cũng thực hiện xong hình vẽ thứ 3.